chào quý vị và bà con. Lưỡi áp cao lạnh lục địa đang suy yếu và di chuyển dần ra phía đông, gây ra gió đông nam có cường độ trung bình hoạt động trên khu vực vịnh Bắc Bộ. Trong khi đó, thì trường gió đông bắc lại bao phủ trên khu vực biển Đông. Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển dần xuống phía nam. Dự báo khoảng đêm nay 21 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh ở phía tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ có mưa rải rác. Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày mai 22 tháng 12 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, ở khu vực ven biển mạnh cấp 4, cấp 5. Ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi vùng biển Trung Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, từ gần sáng ngày mai sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Trong 24 giờ tới, thì khu vực vùng biển phía Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, sóng gió duy trì ở mức cao, không thuận lợi cho việc di chuyển và hoạt động của tàu thuyền. Khu vực vùng biển phía Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên, với hoạt động của trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình và mạnh dần trong vài ba ngày tới. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ trong chiều và đêm nay, thì khu vực vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ còn chịu ảnh hưởng của áp thấp phía Tây đang trong quá trình suy yếu, nên thời tiết tương đối ổn định, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Đông hoạt động mạnh cấp 4. Tuy nhiên, bắt đầu từ gần sáng ngày mai, khi bộ phận không khí lạnh tràn về và gây ảnh hưởng, thì gió tại khu vực sẽ chuyển dần sang hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, không thuận lợi cho việc khai thác và đánh bắt của tàu thuyền trên biển. Vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ trong chiều và đêm nay, trời khá ẩm và có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Đông mạnh cấp 4. Sang thời điểm gần sáng ngày mai, gió cũng sẽ chuyển sang hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Nhiệt độ trên biển giảm mạnh, trời chuyển lạnh nên sẽ gây nhiều ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và năng suất đánh bắt trên biển. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Trong hôm nay và đến khoảng trưa mai, khu vực vùng biển miền Trung thời tiết ổn định, trời phổ biến tạnh ráo và không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông hoạt động mạnh cấp 4, thuận lợi cho đánh bắt trên biển của bà con ngư dân. Tuy nhiên, từ chiều ngày mai, gió đông bắc mạnh dần và kéo dài cường độ hoạt động mạnh trong chu kỳ vài ba ngày, không thuận lợi cho các hoạt động trên biển. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận bao gồm đảo Phú Quý, trời ít mây và nắng, hôm nay và ngày mai có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Xu hướng trong vài từ 1 đến 2 ngày tới, sóng gió trên biển sẽ lại mạnh dần, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau bao gồm Côn Đảo, trục rãnh thấp phía Nam đang phát triển mạnh hơn, những dải mây dông mạnh phát triển và gây mưa. Ngày hôm nay trên khu vực có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 5. Do xuất hiện mưa dông và gió giật về chiều nên tàu thuyền hoạt động cần hết sức lưu ý. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Thời tiết chuyển xấu hơn trên khu vực vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang. Mây dông phát triển gây mưa nhiều về chiều. Ngày hôm nay mưa ở mức vài nơi, nhưng trong ngày mai mưa tăng nhanh lên diện rải rác. Gió đông hoạt động mạnh cấp 3, cấp 4. Tàu thuyền di chuyển và đánh bắt vào chiều tối cần hết sức lưu ý. Vùng biển Vịnh Thái Lan thời tiết cũng chuyển xấu, mưa rông phát triển trên diện rộng, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông mạnh cấp 3, cấp 4, thời tiết xấu trên biển có khả năng kéo dài trong vài ba ngày. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, ngày hôm nay thì khu vực này thời tiết ổn định không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Trong ngày mai thì khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, từ gần sáng ngày mai có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, trời chuyển mưa trở lại. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, thời tiết cũng ổn định, trời ít mây và có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, thuận lợi hơn cho tàu thuyền di chuyển và hoạt động đánh bắt. Xu hướng từ ngày mốt thì sóng gió trên biển mạnh dần lên. Khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc hoạt động mạnh cấp 5. Thời tiết xấu trên vùng biển này có khả năng kéo dài trong vài ba ngày nữa, không thuận lợi lắm cho việc đánh bắt trên biển. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!